rồng chở công chúa Tiên Dung đến vùng đó. Thấy cảnh thanh tú, công chúa sai người hầu quê màn ở bụi lau để làm nơi tắm. Đến khi suối nước bỗng cát trôi, để lại thân hình cường tráng của một người trai lạ đang đắp ngay ở dưới. Nàng nghĩ ngợi bảo chàng: tôi đã không lấy chồng, nay tình cờ gặp anh thế này, chắc do trời xui khiến. Anh tên là gì? Tôi tên là Tào. Tào Ký Ngực Phan, hai cặp ba hai em Tây. Kẹp ba hai em ấy đi ăn bún đậu Hàng Khay. Thấy tao ngồi đếm tiền ở VTV Hà Tây. Ra Hà Trung mua vàng, nó một chỉ tao cả cây. Dùng 3G xem sách 5 lít một tháng căng. Bebu Airway Flex lái máy bay khi tao trẻ măng. Chuyên gia tư vấn gái ngoại thương ở trên Tinder. Nếu em thích sờ chim, anh cho em làm sờ chim mở. Xong từ chuồng lái phi cơ. Take a sip, yo. Flow hypnosis, hocus pocus. Người chơi không hề, I'm switching flavor. Open eyes, why I see the hype focus. Clouds make it blow, so you know we major. Fender reverse to find the status. Lửa trong club quạt lên in blazer. 50 người em find in the belly spacious. They be anxious, I'm cold like glacier. Who got juice? So many ups, I gotta choose. You got peach, what it do? Anh vỗ đi em make it move. Chọn em là bú em môi mùi sọ bệnh. We don't make cool, yeah, you cannot top it. Knock in my shoe, cause you can't afford it. Better go to the do where the bú em flawless, huh? Ê, ê, chị. Vậy bây giờ tôi mà dùng giọng tôi là đọc lyric của ông đi thì rap Việt, đéo biết là tôi có bị loại như ông năm ngoái không? Bốn mũ vàng luôn. Phải ở cài như vậy. Nhưng mà là đấy anh sửa lyric mấy lần nhỉ? Bảy sao? Bảy đúng không? Sao anh không sửa mẹ luôn thành cái bài mới lên TV cho hơi? Mày nghĩ tao có sửa không? It's your boy CHI on the mic, represent the Midwest and the Orient. Fucking up the rap game with the disrespect. Got my bitch in the gym by the tap that ass. Nhận tiền tài trợ nhưng không phải nhạc quảng cáo. Mấy em gái năm xưa vẫn muốn ta gặp của báo. Nhưng một khi gặp lại anh, các em lại nôn nao. Để bông lên, để bông xuống, ok anh để láo. Anh em giải rác từ bờ Tây đến sông Hồng. Em mặc quần bó làm anh nao nướng trong lòng. Đêm số anh nằm mơ, anh đang nằm trên em. Sáng tỉnh dậy anh quay tay rồi anh lại quên em. 5 triệu em đi thì chứng chỉ ngoại ngữ, nhưng em chỉ 4.5 khi pronoun tên anh. Công dung ngôn hạnh làm nên người phụ nữ. Con riêng em tặng em sổ đỏ cứ để anh. Vậy anh Chí ơi, nay anh giàu thế lôn bằng rap được. Bố ơi giàu đời khác nhé. Anh giàu thế thì mẹ anh của em khè bó này. Cần tiếng nói từ đặc khu Hoàng Mai vắng sang 2021. Nghe địa than của Gu Thang Len. Mày sủa tay đã cầm điện thoại. Tao gọi Nga này, Nga nó tên là Chí chứ đéo phải là công Nga. Đúng rồi. Chân tao bước trên Nike Air Flex, Flex. Oversize tao bay trên không khí. Motherfucker lo đến dậy phải play fair. Nhưng cần cân sức mạnh nó lệch khi. Tối thứ bảy tao lên đồ cưỡi vinh dân bay ngang phố. Tầm nhìn tao 20 độ. Anh em đợi hang ổ. Ta làm chủ rất nhiều bộ môn. Đủ làm tao phải bận rộn. Rap với ta là dạo chơi. Không việc gì phải vật lộn. Rap game mày chơi kém. Xếp hạng của mày là danh con. Rap nhà làm safer đợt này không nấu cơm mượn thơm ngon. Nghe nhạc tao quỳ tao thì tao gọi mày là con chó. Vì tẩy từng anh tao dậy fan. Nó có nghĩa là quạt gió. Anh Chí vất tảo cuối phố. Nghe mày say quá. Thấy mày lùi húi xong mày loay hoay. Sao đấy? Cù dài sang tận Brunei. Và khi tao quất một phát Đông Nam Á có lốc xoáy. Nếu flexer là tội phạm tao dắt vàng cổng tay. Tao khởi động máy bay riêng lỡ làm em bị tốc váy. Yeah yeah. Nipsey Hussle mà về Việt Nam á, trông nó chửi đéo đi thi làm sao đi xa được. Huyền thoại với nghệ sĩ hạng A cái đéo gì thằng này.